Vợ cụ Huy Khánh gây phẫn nộ về phát ngôn, Phi Nhung ra đi hoàn toàn đúng ý trời. Cuối tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng sau khoảng thời gian chữa trị Covid-19 đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Được biết, cố ca sĩ không may mắc Covid-19 trong quá trình tham gia thiện nguyện, hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Dù đã được cứu chữa tận tình, song Phi Nhung vẫn không qua khỏi. Sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời tiện biệt tới tận nhà riêng để viếng cố ca sĩ. Tuy nhiên, chấp tình hình dịch phức tạp nên lễ viếng của Phi Nhung bị tạm hoãn lại. Trên trang cá nhân, vợ cụ Huy Khánh cũng có bài viết mới nhất trước sự ra đi của đồng nghiệp. Tuy nhiên lại bị một bộ phận netizen chỉ trích, phản ứng dữ dội. Theo đó, vào ngày 7 tháng 10, Lương Hoàng Anh đăng tải clip cố ca sĩ Phi Nhung chơi đùa cùng con. Lúc sinh thời, đi kèm với trạng thái, nhìn những tư liệu này mình thấy ca sĩ Phi Nhung ra đi hoàn toàn đúng ý trời cõi nhân gian ô trọc này không xứng đáng có được sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Thì cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền. Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra đi vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi, thần tiên nên ở lại cõi lành chị ạ. À. Trước bài đăng cho rằng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là hoàn toàn đúng ý trời, vợ cũ Huy Khánh lập tức bị netizen ném đá phẫn nộ bởi đây là sự việc không ai mong muốn. Phát ngôn như vậy vào thời điểm này là rất nhạy cảm và hoàn toàn không nên. Số khác cho rằng Lương Hoàng Anh đang muốn ca ngợi cố ca sĩ nhưng cách dùng từ thiếu tế nhị. Do tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến khó lường nên hậu sự của ca sĩ Phi Nhung đã bị hoãn lại. Trong khi đó tại Mỹ, con gái và gia đình cố nghệ sĩ đã tổ chức lễ cúng thắt đầu và trông ngóng tin người quá cố từ ngày. Wendy Phạm, con gái ruột ca sĩ Phi Nhung, từng viết tâm thư cầu xin để được đưa thi hài của mẹ từ Việt Nam sang Mỹ để nhìn mặt lần cuối. Đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 giờ Việt Nam, em trai ruột ca sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng trình bày nguyện vọng, mong các cơ quan chính quyền tạo điều kiện để thi hài của ca sĩ được chuyển về Mỹ. Không nén được đau thương, anh Tommy bày tỏ, với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ còn duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ, dẫu biết rằng đây là lần cuối cùng trong đời không thể nào nhìn thấy chỉ mãi mãi. Sau 10 ngày ca sĩ Phi Nhung chốt hơi thở cuối cùng, em trai ruột cũng như bạn bè rất đau buồn, xót xa vì thi thể người quá cố đang lạnh lẽo, cô đơn ở bệnh viện. Một ngày chưa thấy mẹ, thấy chị về là một ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện. Chúng con chỉ cần chị, cần mẹ thôi, cho chị về bên chúng con bằng hình hài như khi xưa được không? Em trai ruột ca sĩ Phi Nhung gửi lời thịnh cầu. Nhiều nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp đã bày tỏ niềm thương tiếc cho sự ra đi quá đội đột ngột của giọng ca bông điên điển. Mới đây nhất, ca sĩ Tố My đã thể hiện một ca khúc ý nghĩa để tưởng nhớ đàn chị. Ca sĩ Tố My chia sẻ trên trang cá nhân, tiếng chị còn đây, người đâu mất rồi. Cảm ơn ca khúc bộ về nơi đâu và bạn phối vô cùng cảm xúc đã nói thay nội lòng của My và hàng triệu khán giả thương tiếc chị. Bên cạnh đó, Tố My cũng không quên, bên cạnh đó, Tố My cũng không quên mong rằng cố ca sĩ hãy yên nghỉ và những người đồng nghiệp lẫn khán giả vẫn luôn nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp, một giọng hát trong trẻo mang tên Phi Nhung. Bên cạnh đó, dân mạng cũng truyền tay nhau đoạn clip của các ca sĩ hải ngoại dành một khoảng không gian để tưởng nhớ tới hai cố nghệ sĩ Lam Phương và Phi Nhung. Trên sân khấu, ca sĩ Quang Lê nghẹn ngào. Những ngày qua, trong lòng nghệ sĩ ai cũng ngỡ ngàng. Nhiều lúc Quang Lê lướt Facebook thấy tấm hình Phi Nhung trước bàn thờ, cứ nghĩ đây chỉ là tin giả. Cho nên đây là một mất mát của đại gia đình nghệ sĩ chúng tôi tiếp lời quang lê nữ ca sĩ như quỳnh rưng rưng nước mắt khi nhắc tới người chị em thân thiết phi nhung phi nhung vẫn còn đứng đây với chúng ta và phi nhung sẽ ở với chúng ta mãi mãi và nếu như có kiếp sau chúng ta vẫn là anh chị em ca nghệ và mình đứng chung sân khấu cùng với phi nhung phi nhung quang lê như quỳnh vốn có mối quan hệ khá thân thiện bộ ba có nhiều năm tung hành ở các sân khấu trong và ngoài nước và được nhiều khán giả yêu thích chính vì thế sự ra đi của phi nhung khiến khán giả cũng như những nghệ sĩ như quang lê như quỳnh không khỏi chua sót